Xin chào anh em, là giới thiệu anh em một cái bá lan tại cả bá lan xích. Con này thì nó tải trọng nó là nó suy cái ánh cái tem ánh bạc nè, anh em dầm kỹ mới thấy, còn camera mình nhìn thấy hơi mờ, là 200 kg. Con này nó của spec, nó của nội địa Nhật, sử dụng điện 100V. Con này nó sử dụng điện tần số 50-60 Hz luôn. Thì con này là nguyên phiên bản. Cái mã của nó, cái tên của nó là Sinco. Con này nó dùng điện là 100V, này công suất nó chỉ có 160W thôi, 160W thôi, nhưng mà con này nó có một cái là anh em dễ sử dụng. Dây remote thì nó cũng là dây remote chuyên, dây remote này nó khoảng tầm được khoảng mấy 2m, còn xích của nó dài khoảng gần 3m. Đặc biệt cái dòng này là khá là bền. Cái con này nhỏ vậy thôi mà mình dùng nó, mình câu cả cái cây khoan này, mình dùng nó câu cả cái khoan luôn. Để mình dỡ lên cho anh em xem. Đó, đó như vậy. Cái túi vải nó như thế này nè, đó nó móc độ như này. Thì điện chạy chân chu hết, mình test rồi, yên tâm anh em, yên tâm anh em có mua sử dụng thôi. Cái thứ hai nữa mình sử dụng á, anh em đừng có lên sử dụng mà không tiện mà điện 2.2 thì anh em sẽ gắn một cái biến đu trên bá lan luôn, thì mình cắm điện trực tiếp mình xài 220, mình khỏi phải là mở motor ra mình phải thay, thì công suất làm không bằng zin đâu, mình gắn cục biến lên xài trực tiếp luôn. Anh em muốn đó thì tính tiền thêm, còn anh em muốn xài điện 100V zin thì còn thôi. Con này thì nó có đá thắng đầy đủ hết, lên hết xích thì đá thắng, xuống hết xích nó cũng đá thắng ở đây chỗ này đó. Ngoài ra thì cái cây này nó remote ở đây, remote dây này, remote zin của nó luôn. À, thì cũng tiện, con này thì nó chỉ có 200 kg thôi, nhưng mà nó câu được cái cây khoan là 280 kg. Mình nhờ nó mình mới câu xuống được nè. Đó, cái này là hàng chất lượng, thì anh em nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ mình. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip rất là nhiều.